Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cây máy này nó đến từ thương hiệu của Mitsubishi và nó có cái tên riêng là T180 đó các bạn. Nếu các bạn nào đã từng xài máy nhìn vô là biết liền. Nhưng mà ở đây nó dán cái tem này là Tiger Head nha. Tiger Head. Tiger Head là đầu cọp đó các bạn. Ở đây nó có đề cái số 180 ở đây ha, mà nó hơi chạy tí. Nó là một cây Mitsubishi T180 nòng 36 ly dên dài mà hai bánh chớn nha các bạn, hai hoa lăng ở phía sau, cái hoa lăng để nó quạt gió ha, và nó làm mát và nó để làm bánh chớn cái quạt gió nha, lấy đà đó, nó là tạo đà. Còn ở phía trước này nó có một cái vô lăng nữa, vô lăng này vô lăng nó mang một cái ê mang là 500 đó các bạn, 500 vĩnh cửu để nó đánh lửa ha. Hệ thống lửa nó nằm ở trước, ở đây là cái công tắc của nó đây, IC nó nằm hoàn toàn phía trước ha, nó có một cái bánh đà phía trước và bánh đà phía sau. Do đó là cái máy này nó hay ở cái chỗ là nó không bị chích máy một phía nha, đạn với dên rồi nó hoạt động rất là ổn định, hai vô lăng đây này, một T180 là đặc biệt là nó hai vô lăng. Các bạn quan sát xem Tiger Head ha, nó dán cái gì thì kệ nó đi ha. Mà nhưng mà mình biết ở đây là cái Mitsubishi T180 ha. T180 nó mang một cái chế hòa khí hai kim nha, và bơm hai kim. Đây là mình đã lên đời chế hòa khí nha. Nó hồi đó là chế hòa khí bích tông ga khó xài ha. Giờ mình đã lên chế hòa khí hai kim của hãng Genwatt Komitsu. Rất là ổn định ha, và nó ít ăn xăng hơn cái chế hòa khí bích tông ga ha, rất là ổn định. Ở đây nắp xăng nó có lỗ thông hơi nha, nhưng mà mình đã thiết kế thêm một lỗ thông hơi riêng để nó thông hơi cho tốt ha, không chạy xăng. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn, xăng cộng với nhớt. Ở đây nó cho tỷ lệ 20:1, tương đương cỡ 50 cc trên lít đó các bạn. Mà các bạn có thể pha 60 ha, 70, tối thiểu là 50 ha, tối đa là 70, thì cái máy mình nó hoạt động rất là chân chu. Dầu các bạn có gặp nhớt điểu đi chăng nữa mà các bạn pha tỷ lệ đó thì cái máy mình không có bị dính nồng nha. Sau đó là mình từ từ, nếu mà gặp nhớt điểu từ từ cái máy mình nó nặng giật hơn lúc đầu, chứng tỏ là nó đã đóng khói ở ở cái hệ thống hơi của nó đó, do nó vậy nó tăng áp lên, nó nặng giật. Đó là mình biết xài nhớt điểu rồi, mình từ bỏ cái thương hiệu đó ha. Chứ nó không có hư, các bạn pha từ 50 tới 70 là máy không bao giờ bị dính nồng, cho dù các bạn gặp nhớt điểu ha, nó lợi như thế. Nhưng muốn khám phá nhớt điểu hay không thì các bạn có thể, các bạn xài cỡ khoảng nửa lon nhớt điểu là cái máy bạn nó tự nhiên nó nặng giật. Nó nhớt điểu là nó từ từ máy mình nó nặng giật, nó là nhớt, nó không có tốt, nó không có cháy, nó không có đẩy ra ngoài được, do đó là nó đóng cặn bẩn ở sơ mi bê tông. Còn do đó nó tăng áp, thì cái máy nó rất mạnh nhưng mà nó dẫn đến là từ từ nó bị xếp bạc các bạn. Đó là cái cách mình thẩm định cái máy mình chạy nhớt điểu hay là không ha. Đây, các bạn thấy Tiger ha, T180 đó các bạn. Các bạn nào mà có thường có sợ dùng máy thì thấy Mitsubishi T180 là biết liền. Đấy. Láp nè, tùm tò bộ lớn nha. Cần láp thôi quá dữ, cần láp 26 ha.
giữ tay nắm nè, phía trái nắm phía phải tay gà ha. Cái tập quá đẹp luôn các bạn, cái cùi của nó cực đỉnh luôn, cùi zin của Mitsubishi ít gặp lắm các bạn. Mitsubishi nó thiết kế rất là nhiều loại lá cần láp ha, nhưng riêng cái cần láp này nó có chống dính cỏ tích cực, cỏ bám vào đây ba cái cạnh này nó đánh văng ra hết này các bạn đấy. Và ở này dưới này nó có chống mài mòn này. Ốc chặn lưỡi này là ốc 17 nha các bạn, rất là sung cổi luôn. Mitsubishi T180 rất là khỏe các bạn, đánh cước rất là ngon ha. Đấy. Rồi để mình nổ thử cho bạn xem. Khi mình đã nói là đánh cước rất ngon thì dĩ nhiên cái dao nó nhẹ cắt hơn cước rất là nhiều ha. Cái dao thì vô tư rồi, dao nào nó đảm đương cũng nổi, 4 tấc nó chạy khỏe re luôn ha. Còn dao ba cạnh là đồ khến, dao ba cạnh, dao lưỡi cưa rồi nó nhẹ lắm các bạn. Chỉ có dao hai cạnh của mình mà 4 tấc thì nó nặng nhất ha. Nhưng mà nó vẫn đảm đương nổi, còn đánh cước nó nặng hơn đánh dao nữa. Do đó là cái máy mình khỏe, rất là khỏe, nó mới đánh cước tốt được ha. Rồi, để mình nổ thử cho các bạn xem. Thôi, rất là dữ luôn. Đấy, thôi, Mitsubishi T180 ha. Các bạn nghe tiếng nổ nó đanh ghê không? Rất là đanh luôn ha. Cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Mitsubishi T180 nòng 36 ly. Đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.